Hello xin chào các bạn, mình là bé Việt. Thì hôm nay cuối tuần rồi, mình cũng rảnh rỗi cho nên mình cũng thiết kế một cái kệ. Nói chung là đang trong quá trình làm thôi, nhưng mà quay clip cho các bạn xem. Nói chung nó cũng không có được đẹp, nhưng mà thay vì mình để ở cái góc này á, mình lại thấy để này nó lại gọn gẹ sạch sẽ hơn. Thì các bạn có thể vô lựa, thì nhờ anh con rất là ít nha các bạn, còn có vài con thôi. Thì các bạn ủng hộ mình nha. Cu ly còn như đây, đây là cu ly. Rồi chi lo này, thì chi có một số con thì lại có khách đặt rồi, thì hôm nay mình chắc cũng chốt cái đơn hàng ship code luôn, rồi tiện quay cái clip này, và mình sẽ kiếm thời gian để gói hàng và chuyển cho các bạn. Thì nhận còn vài con thôi, thì chắc đợt Halloween sắp đây thì mình sẽ làm cái event nho nhỏ cho mấy bạn, cho các bạn có cái phấn khởi trong ngày Halloween. Thì bạn nào mua mà muốn ship đi tỉnh thì các bạn hãy inbox cho mình bằng Facebook, hoặc là phần link shop của mình ở bên dưới phần mô tả nha. Các bạn bỏ bên góc bên phải á, sẽ có một cái mũi tên, bạn nhấn vào sẽ hiện cái link của mình lên, link Facebook hoặc là link shop cũng được, mà các bạn nhấn nhắn tên vào link shop đi, tại vì nhiều khi Facebook mình hay quên lắm. Cái này nó cũng không được đẹp, nhưng mà mình nghĩ là mình để như vậy thì nó sẽ gọn gàng hơn. Và còn nhím thì chắc mình sẽ để dưới này. Ok, thì clip mình sẽ kết thúc ở đây. Thì bên sắp tới, chắc Halloween sắp tới thì mình sẽ giảm giá cho các bạn, để các bạn có thể đem đi trưng bày. Nếu mà bạn nào mà đầu tư một cái mẻ kiến á, sau bạn đem lên trưng bày rất là đẹp. Hình như nghe nói ở Sài Gòn này các bạn có lễ hội Halloween á, trưng bày ở trên trường á, thì nhờ anh nè, rết bò cạp đồ á, nhiều bạn cũng nói sẽ đem lên. Nếu bạn nào hứng thú với những chú nhện này thì bảo đảm với các bạn giá đó cực kỳ rẻ luôn. Thì mình sẽ giảm giá cho các bạn có những cái thú chơi, tại vì mình còn rất là ít, còn như đây thôi, như đây nữa là hết rồi đó. Thì mình sẽ bán hết cái đống này, là nghĩ là vừa. Ok, xin chào các bạn, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, một buổi tuần thật là vui vẻ nha. Dạ các bạn.